chào mọi người, hôm nay thì mình sẽ hướng dẫn cách làm kiểu da beo. Đầu tiên thì mình sẽ dùng cái màu nude, mình sơn hai lớp full trên móng để tạo cái lớp nền. Sau khi hoàn thành cái lớp nền thì mình sẽ dùng cái màu đỏ, mình bỏ màu lên trên nền. Sau đó thì dùng màu sơn đen ha, và mình dùng cây cọ tóc, mình sẽ viền ở xung quanh cái màu đỏ để tạo nét kiểu da beo, không cần phải làm cho nó ngay ngắn hay là nó nét quá, nhìn nó sẽ không tự nhiên. Viền xong màu đỏ thì mình sẽ dùng cọ mình chấm lên những chỗ trống, chấm nhỏ to khác nhau để tạo cái độ tự nhiên cho da beo.